Hai con giáp này tuyệt đối cấm sông nhà năm 2024, kẻo tán gia bại sản, đại hạn triền miên, vỡ nợ trắng tay. Quý tín chủ thân mến, sông đất sông nhà vào đầu năm không chỉ là một cái tục lệ lâu đời, mà nó còn là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam cũng như là các quốc gia phương Đông. Sông nhà đầu năm ấy, xuất phát từ cái mong muốn năm mới được an khang thịnh vượng, vạn sự hanh thông. Người được chọn sông đất hay là đạp đất phải là những người có tính tình hào phóng, cởi mở, có cuộc sống hạnh phúc, công việc ổn định. Người xưa thường cho rằng người sông nhà chính là người mở cánh cửa, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trong suốt một năm dài cho cả gia đình. Người mà gia chủ muốn tránh sông đất đầu năm ấy là những người khó khăn, kiệt sĩ, nghèo nàn, không có công ăn việc làm ổn định. Vì đầu năm những người như thế đến sông nhà theo phong tục tập quán thì là những người mang lại những cái điều xui xẻo, mang lại cái vận hạn đến cho gia chủ. Thế nên gia chủ rất sợ những tuổi này đến sông nhà khi bắt đầu một năm mới. Thì chúng ta dựa vào cái quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành và dựa vào cái mối quan hệ xung khắc với thái tuế, thì quý mệnh chủ có thể lựa chọn được những cái tuổi phù hợp để sông nhà trong năm 2024. Và trong năm 2024 ấy, thì thầy phong thủy có chỉ rõ hai con giáp sau đây. Nếu mà sông nhà sẽ khiến gia chủ nợ nần chồng chất và sợ tím tái mặt mày khi mà sông nhà. Đó. Gia chủ muốn tránh thật xa vì cái độ xui xẻo của họ. Vậy thì đó là những tuổi nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng Tử Thông theo dõi trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết, trong năm 2024 chúng ta biết có 3 tuổi sông nhà cực tốt. Đó là tuổi Thân, tuổi Dậu và tuổi Tý, đúng không ạ? Và những cái tuổi cực xấu đến sông nhà thì chúng ta cần phải tránh. Đó là những tuổi sau đây. Con giáp xui xẻo đầu tiên mà cần phải tránh, đúng không ạ? Đó chính là những gia chủ tuổi Tuất. Thưa quý vị, những người tuổi Tuất không xấu, họ là những người rất là tốt. Đó. Cũng có những người thành công mỹ mãn, cũng có những người là được lộc trời cho. Nhưng mà theo cái vận khí, theo cái lưu niên của năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì đây là một cái tuổi xui xẻo mà không nên sông nhà cho những người khác. Đặc biệt nếu mà quý vị những người tuổi Tuất ấy, mà có được mời đến sông nhà cho ai đó thì quý vị cũng hãy từ chối khéo cho tôi. Đó. Vì cái vận hạn của những người tuổi Tuất bị xung với thái tuế trực tiếp xung khắc của năm, mới khẩu quyết chọn người sông đất là gì? Chi hợp tuế niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc nhập nội đường. Đó. Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn cản khôn, phúc mãn môn. Đó. Vị trí là gì? Những người tuổi Tuất bị xung với thái tuế nên là chúng ta tuyệt đối không chọn làm tuổi sông nhà trong năm 2024. Vậy thì chúng ta cùng xét xem cái độ xui xẻo của từng tuổi, đúng không ạ? Tuổi Mậu Tuất, Canh Tuất, Giáp Tuất và Nhâm Tuất, xem là những người tuổi Tuất nó xui xẻo như thế nào. Thưa quý vị, xét về cái vận thế của năm 2024 ấy, thì các chuyên gia phong thủy cho biết những người tuổi Tuất ấy lại gặp cục diện là xung khắc với thái tuế. Đấy, nên là gì? Đây sẽ là một cái năm mà khó khăn và nhiều biến động với những người tuổi Tuất. Mọi thứ thì đạt được ấy, thì đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt và phải thể hiện cái công sức gấp nhiều lần so với năm cũ thì mới có thể đạt được. Cái cảm giác kiếm tiền nó chật vật, nó khó khăn mà tiêu xài lại hoang phí ấy, khiến cho gì? Những người tuổi Tuất gì? Cảm thấy là cái vận trình nó không được khởi sắc. Đó. Nhưng mà quý vị cứ yên tâm, nếu mà có một cái sự nỗ lực, có sự cố gắng nhất định thì cuối năm những người tuổi Tuất vẫn có thể đạt được những công danh sự nghiệp nhất định. Nhưng mà ấy, không phải là cái người tuổi Tuất xấu, mà quý vị nhớ nhá, cái vận khí nó không phù hợp để quý vị đến sông đất cho người khác, do là bị xung với thái tuế. Đó. Vậy thì chúng ta cũng thử xét qua về công danh sự nghiệp tiền bạc của những người tuổi Tuất trong năm để xem là họ xấu như thế nào và tại sao lại không nên chọn những người tuổi Tuất đến sông nhà trong cái dịp đầu năm mới. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về công danh sự nghiệp của những người tuổi Tuất, sau đó chúng ta sẽ xét chi tiết về từng tuổi nhé: Giáp Tuất, Mậu Tuất, Bính Tuất, Canh Tuất và Nhâm Tuất, để chúng ta biết được tại sao mà chúng ta không nên chọn họ làm tuổi sông nhà. Kính thưa quý vị, thì cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Tuất năm 2024 nó kém sắc hơn hẳn, rất khó có thể tìm thấy cái vận may và cái cơ hội tốt. Nhiều khi ấy, những người tuổi Tuất cảm thấy thất vọng vì rằng mình đã bỏ rất nhiều công sức nhưng kết quả thu lại được lại không được như ý. Trong năm 2024 ấy, dưới tác động của cục diện là Thìn Tuất là tương xung, vậy nên ấy, là những người tuổi Tuất làm gì cũng vướng phải những khó khăn và những trục trặc trên mọi tình huống. Đó. Các mối quan hệ xã giao thì nó cũng không được bình yên, khiến cho các bạn dù hăng hái bắt tay vào làm công việc gì ấy, nhưng mà cũng luôn nhận lại phải cái sự phản đối, thậm chí là bị kẻ tiểu nhân hại lén sau lưng. Vì thế bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Nếu một ai đó mà gì chân thành góp ý, dù là lời nói mất lòng, thì quý vị cũng hãy chú ý lắng nghe. Đó có thể là người thật sự muốn cho các bạn tốt lên trông thấy. Ngược lại, có những cái kẻ cố gắng gì dùng những lời ngon tiếng ngọt để tiếp cận, nịnh hót thì cũng cần phải giữ khoảng cách nhất định, không thể dễ dàng tin theo người ta được. Đó. Đặc biệt với những người làm lãnh đạo ấy, nếu mà không giữ được đầu óc tỉnh táo thì rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm vì tin theo lời đối phương. Vậy nên để tránh những cái xung sát, tránh những cái điều xấu thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, thì ngoài ra trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi Tuất khó đạt được những bước tiến nhanh chóng trong cái sự nghiệp do cục diện là gì, có thiên quan nó ngăn trở. Đó. Bản mệnh và lãnh đạo thì thường xuyên có những mâu thuẫn ý kiến với nhau. Nhiều khi nóng quá mất khôn, các bạn có những cái lời nói khó nghe gây mất lòng đối phương, cũng như là gì, gây tổn thương đến những người khác. Khi quan hệ đôi bên nó không được hòa hợp thì cấp trên cũng khó có thể giao cho bạn những cái cơ hội để khẳng định cái vị thế của bản thân. Thậm chí là không tìm cớ mà gây rối thì đã là may mắn lắm rồi. Bên cạnh đó, trong năm lại có lưu niên thiên hư nó chiếu mệnh. Vậy nên khuyên các bạn tốt nhất là không nên đắm chìm quá lâu trong những cái thất bại hoặc là những cái điều không được như ý. Như vậy thì các bạn sẽ chỉ ngày một buồn tủi hơn mà thôi, thất vọng hơn mà thôi, thậm chí là gì, thụt lùi so với những người xung quanh. Thay vì than trách bản thân, oán giận cho số phận ấy, thì các bạn nên nhìn thẳng vào cái sự thật để rút kinh nghiệm từ những cái sai lầm. Nếu có lỗi với ai đó thì quý vị cũng nên chủ động xin lỗi. Ai giúp mình thì mình nên gì, thể hiện cái sự biết ơn. Như vậy thì sẽ giúp cho các mối quan hệ nó sẽ được cải thiện một cách nhanh chóng. Đó, cái sự nghiệp nó đã trắc trở. Bây giờ chúng ta cùng xét tiếp về vận trình tài lộc của những người tuổi Tuất, xem tại sao họ lại không nên là cái tuổi xông nhà cho người khác. Quý vị thân mến, trong năm 2024 vướng ở cục diện là Thìn và Tuất là tương xung. Vậy nên cái vận khí của những người tuổi Tuất nó thăng trầm do Thái Tuế nó chi phối. Cùng với cái suy thoái kinh tế, hơn ai hết, những người tuổi Tuất sẽ cảm nhận được rõ ràng nhất về những cái khó khăn về tài chính trong năm 2024, cái năm Giáp Thìn này. Cái cảm giác kiếm tiền khó khăn hơn, muốn xoay vòng vốn kinh doanh thì lại liên tục bị bất lợi. Thậm chí là có doanh nghiệp phải đóng cửa, có người còn bị vỡ nợ phá sản trắng tay. Theo đó, những người tuổi Tuất cần phải cẩn trọng đề phòng những kế hoạch chi tiêu của mình một cách rõ ràng, cần phải lên kế hoạch một cách rõ ràng, tránh lối tiêu xa hoang phí, mù quáng, kẻo là gì, phạm phải những cái rắc rối và dễ dẫn tình trạng là mất tiền mất của, thậm chí là trắng tay lúc nào không hay. Trong thời gian này với những người làm công ăn lương ấy, thì công việc khó khăn, đồng nghiệp lại bất hợp tác, lãnh đạo lại gây khó dễ, khiến cho các bạn phải vất vả lắm mới có thể hoàn thành được những cái nhiệm vụ của mình. Nhiều khi ấy, lại có kẻ tiểu nhân hãm hại, khiến cho các bạn lại phạm phải những cái sai lầm, phải dùng tiền túi của mình bỏ ra để đền bù cái thiệt hại. Như vậy là gì? Trong năm 2024 thì có thể thấy rằng trong năm này thì các bạn làm việc cần phải hết sức cẩn thận để đảm bảo cái đồng lương của mình, hạn chế gây ra những cái tổn thất. Trên thực tế, nếu bạn chăm chút vào cái công việc của mình ấy, và không nề hà những cái vất vả thì cuối năm công sức của các bạn cũng sẽ được ghi nhận, và các khoản thưởng nóng, các khoản lương ấy, dù không dồi dào nhưng mà vẫn sẽ giúp cho những người tuổi Tuất đủ ăn đủ tiêu và cũng không phải lo lắng quá nhiều. Với những người làm kinh tế, với những người buôn bán kinh doanh ấy, thì cái cục diện đại hao nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Tuất gặp nhiều cái khó khăn. Lại thêm cái tuế phá nó liên tiếp nó xuất hiện, nó báo trước cho các bạn những cái thách thức có thể gặp phải những cái vấn đề về tiền bạc liên tục. Trong năm nay ấy, thì cái sự cạnh tranh cũng khá là cao, khá là lớn. Thời buổi người khôn của khó thì những người tuổi Tuất làm gì cũng cần phải suy tính một cách là chu đáo, chu toàn. Đấy, tích lũy đủ kiến thức chuyên môn để gì, không bị kẻ xấu dắt mũi lừa gạt. Nói chung ấy, trong năm thì quý vị cũng cần phải hết sức thận trọng khi tham gia vào các lĩnh vực đầu tư hay là mở rộng kinh doanh. Đó có thể là cái bẫy được giăng sẵn chỉ chờ các bạn bất cẩn nhảy vào mà thôi. Quý vị thân mến, năm 2024 ấy, thì các bạn cũng không cần phải quá nóng vội, quá vội vàng để mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Quan trọng là làm gì cũng cần phải chắc chắn, giữ chữ tín thì mới chinh phục được cái lòng tin của khách hàng. Còn nếu mà các bạn vội vã chạy theo cái xu thế của thị trường mà bỏ qua cái chất lượng thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cảnh là lỗ vốn, khách hàng quay lưng, thậm chí là còn phải mang tiếng xấu nữa. Bên cạnh đó, cái tình hình sức khỏe của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng sẽ gì, không tốt, sẽ tốn của các bạn một khoản tiền không nhỏ cho cái việc thăm khám chữa bệnh. Vì thế mà kể cả khi cầm tiền trong tay ấy, thì các bạn cũng cần phải chi tiêu tiết kiệm, không nên tiêu pha hoang phí cho những cái sở thích nhất thời hoặc là những cái mong cầu thiếu thực tế của mình. Nếu không ấy, thì các bạn sẽ rất dễ khi có chuyện cấp bách xảy ra ấy, các bạn sẽ không có đủ tiền để xoay, thậm chí là đi vay mượn cũng không xong. Đó là cái vận trình về tài lộc. Vậy nên là để gia tăng cái may mắn và tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, vận trình của những người tuổi Tuất là như vậy. Vậy thì chúng ta cùng xét xem chi tiết từng tuổi Tuất, xem là may mắn ra sao, cát hung thế nào, để chúng ta biết được mà có nên chọn họ làm tuổi xông nhà hay không. Và thông qua video này thì chúng ta biết tại sao là chúng ta không nên chọn những người tuổi Tuất đến xông nhà. Vì không phải vì họ xấu mà là vì cái vận thế nó không ủng hộ cho những người tuổi Tuất. Vậy nên là quý vị phải hết sức lưu ý. Thì tuổi đầu tiên chúng ta xét đó là tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Thì các bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 ấy, có ngoại thuộc mộc đúng không ạ? Và năm 2024 thì những người tuổi Mậu Tuất nói chung là không phải đối diện với quá nhiều khó khăn. Nhưng mà đừng vì thế mà gia chủ chủ quan trong cái việc đưa ra những quyết định. Nói chung ấy, năm nay thì gia chủ cũng hãy cố gắng giữ cái mối quan hệ xã giao với mọi người xung quanh. Đừng vì quá nóng nảy mà gây nên cái xích mích hoặc làm tổn thương đến người khác. Nếu như mà gia chủ mà gây mất lòng với mọi người xung quanh ấy, thì khó khăn nó sẽ xuất hiện rất là nhiều. Và gia chủ sẽ phải tự lực cánh sinh, không có ai giúp đỡ. Trong gia đình thì quý vị hãy chú ý lắng nghe nhiều hơn thay vì là áp đặt cho con cái hoặc là bạn đời của mình. Mỗi người có một cái góc nhìn nhận khác nhau, đánh giá vấn đề cũng khác nhau. Gia chủ nên đặt mình vào vị trí của người khác để có lối hành xử hợp lý hơn. Thêm nữa, trong năm 2024 thì sức khỏe của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 ấy, cũng bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Vì dù sao gia chủ cũng đã khá là cao tuổi rồi. Bản mệnh không nên giấu bệnh tật khiến cho bệnh tình trở nên nặng hơn. Nếu mà cơ thể cảm thấy khó chịu ấy, thì quý vị cũng cần phải chăm sóc, thăm khám định kỳ và nên đi bác sĩ khám để tìm ra cái cách chữa trị hiệu quả nhất. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Mậu Tuất hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Tiếp theo tuổi thứ hai chúng ta xét là những người tuổi Canh Tuất, những người sinh năm 1970. Thưa quý vị, trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì những người tuổi Canh Tuất phải chuẩn bị tinh thần đối diện với khá nhiều cái khó khăn, cái thử thách trong cuộc sống cũng như trong công việc, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Trong thời gian này thì những người làm công ăn lương ấy, cần hạn chế xích mích với đồng nghiệp và với lãnh đạo. Hãy chú ý cách hành xử của mình, không nên cứng đầu cứng cổ, không chịu phối hợp với mọi người xung quanh. Gia chủ vẫn còn rất nhiều cái thiếu sót, vì vậy cần phải chú ý học hỏi để nâng cao cái kỹ năng của mình lên. Từ đó quý vị sẽ tìm ra được cái hướng phát triển đúng đắn trong năm 2024. Và trong năm nay ấy, thì với những người làm kinh tế, những người làm ăn kinh doanh ấy, hãy cẩn trọng trước những cái chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu của đối thủ. Đừng có vội vàng chạy theo cái xu thế của thị trường mà không quan tâm đến cái tình hình thực tế cũng như là cái năng lực của bản thân. Nếu không ấy, thì gia chủ sẽ rất vất vả và kết quả đạt được cuối cùng lại không được như ý muốn. Bên cạnh đó, trong cái năm Giáp Thìn gặp cục diện là Thìn Tuất tương xung nên là cũng nhiều cái áp lực nó đè nặng lên những người tuổi Canh Tuất. Gia chủ không nên giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người thân, với bạn bè. Với người nhà ấy, thì người nhà có thể là giúp các bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đưa ra được những lời khuyên hữu ích giúp cho gia chủ có thể khắc phục được vấn đề. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc và hạnh phúc thì những người tuổi Canh Tuất hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Như quý vị cũng đã biết ấy, năm 2024 đối diện với cục diện là Thìn Tuất tương xung. Nói chung đây cũng không phải là một cái năm dễ dàng gì đối với những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Nói chung ấy, trong cái năm 2024 ấy, thì gia chủ cần phải thận trọng trước những lời ngon tiếng ngọt của kẻ xấu. Nếu như mà gia chủ quá tự tin, quá cả tin hoặc là ưa nịnh ấy, thì có thể bị đối phương gài bẫy cho đi sai đường, là lầm đường lạc lối và đưa ra những quyết định thiếu chính xác, gây thiệt hại cho chính bản thân mình và cả tập thể nữa. Trong thời gian này thì những người kinh doanh buôn bán cũng cần phải chú ý giữ chữ tín của mình. Như vậy thì mới giữ chân được khách hàng. Nếu có ai đó mời mọc bạn tham gia vào đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh thì cần phải cân nhắc thật cẩn thận. Có thể năm nay chưa phải là cái thời điểm thích hợp để gia chủ làm điều này. Thưa quý vị, một cái may mắn với những người tuổi Nhâm Tuất là phương diện tình cảm thì khá là hài hòa và êm ấm. Nói chung ấy, các bạn và người ấy đã dần dần hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe đối phương nhiều hơn. Nhờ vậy mà tránh được những cái mâu thuẫn, những cái tranh cãi không đáng có. Hai người cùng chung tay nuôi dạy con cái nên người. Vậy nên đây là một cái thời điểm mà tình cảm của những người tuổi Tuất là cũng được thuận lợi. Nói chung ấy, năm 2024 ấy, những người tuổi Tuất đấy, làm gì cũng lỗ lãi mỗi cái tình cảm thôi. Vậy nên là gì? Để gia tăng thêm cái may mắn về tài lộc và tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh ngọ thân. Tiếp theo chúng ta cũng xét về gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Đó. Thưa quý vị, trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì những người tuổi Tuất cần liên tục cổ vũ bản thân, cần liên tục nỗ lực, cần liên tục cố gắng nhiều hơn nữa. Đừng có để mình bị khó khăn, bị thách thức nó đánh bại. Quý vị hãy coi những cái vấn đề mà mình gặp phải ấy, trong khoảng thời gian này là cái yếu tố cần vượt qua để tiến bộ hơn. Trên phương diện sự nghiệp thì quý vị hãy tập trung vào công việc, tránh những cái mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc là lo cái chuyện bao đồng. Các bạn cũng cần phải học cách bỏ ngoài tai những lời ra tiếng vào đấy, của những người khác để gì? Kiên trì đến cùng thì mới có được cái chiến thắng. Thêm nữa, tình hình tài chính cũng không được như ý muốn. Các bạn cần phải tiêu tốn nhiều cho những cái hoạt động xã giao hoặc là khám chữa bệnh. Vì thế, khi mà cầm tiền trong tay ấy, thì những người tuổi Giáp Tuất cũng không nên chi tiêu một cách hoang phí hay là đầu tư mù quáng. Bên cạnh đó, những người làm kinh tế thì cần tìm ra cái thế mạnh của mình để phát triển. Như vậy thì các bạn mới đứng vững được trước những cái chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì các cặp vợ chồng tuổi Giáp Tuất duy trì được cái bầu không khí gia đình im ấm, hạnh phúc. Hai người thường xuyên biết quan tâm, chia sẻ lẫn nhau và vượt qua những cái khó khăn. Còn với những người độc thân ấy, thì nếu muốn tìm ra nửa kia ấy, thì các bạn cũng nên bước ra khỏi thế giới riêng và tự cởi mở mình hơn để trò chuyện với mọi người xung quanh. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Giáp Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Bính Tuất sinh năm 2006. Thì các cháu sinh năm 2006 ấy, nên tập trung vào cái nhiệm vụ học hành của mình là chính. Đó. Nếu mà chểnh mảng ấy, thì dễ trở thành cái người tụt hậu so với đối thủ, hoặc là gì học theo cái thói hư tật xấu của bạn bè thì cũng không tốt. Nếu có thời gian rảnh thì đừng ngại học thêm những cái kiến thức mới hoặc là trò chuyện với những người giàu kinh nghiệm. Trên phương diện tài chính thì đa phần là vẫn còn phụ thuộc vào gia đình, nên là ấy, cũng chưa có cái khoản nào cả. Đặc biệt là những người tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 ấy, cần phải gì chi tiêu một cách hợp lý và tránh gì mua sắm những cái thứ không cần thiết. Đó. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh ngọ thân. Đó là con giáp đầu tiên. Thưa quý vị, như vậy chúng ta vừa xét xong cái vận trình của những người tuổi Tuất. Nói chung ấy, năm 2024 năm Giáp Thìn là một cái năm mà với những tuổi Tuất nào thì cũng gặp khó khăn, gặp trắc trở. Có mỗi tuổi Nhâm Tuất và tuổi Giáp Tuất thì là gì được lãi cái tình cảm, còn lại là gì đều gặp những khó khăn, những trắc trở trong cuộc sống. Vậy nên năm nay là một cái năm đòi hỏi gia chủ cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được những cái thành tích, đạt được những kết quả tốt hơn trong công việc và trong cuộc sống. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên mà không nên, tuyệt đối không nên chọn làm tuổi trong nhà. Tiếp theo, tuổi thứ hai mà cũng xui xẻo không kém mà chúng ta cũng cần phải tránh nhờ họ đến trong nhà, đó chính là những gia chủ tuổi Thìn. Thưa quý vị, trong năm 2024 thì những người tuổi Thìn cũng không nên được chọn làm tuổi xông nhà, bởi vì cái vận thế của họ cũng không phù hợp, đúng không? Bị trực thái tuế lại có cái cục diện tam tai nó án ngữ. Đó. Nói chung ấy, năm 2024 ấy, thì những người tuổi Thìn gặp nhiều cái sao xấu nó chiếu mệnh. Vậy nên là chúng ta không nên chọn làm tuổi xông nhà. Đó. Mặc dù không phải những người tuổi Thìn xấu đâu, họ rất là tốt, họ rất là thành công, họ rất là gì? Họ rất là viên mãn. Nhưng năm 2024 ấy, họ không phù hợp để làm cái tuổi xông nhà. Vì vậy quý vị hãy bỏ qua cái tuổi này. Như quý vị đã biết ấy, thì năm 2024 sẽ là một cái năm có nhiều biến động quan trọng đối với những người tuổi Thìn. Trong năm tuổi của mình ấy, cái cục diện trực thái tuế nó chi phối mạnh, thêm cả những cái tác động bất lợi của cái cục diện tam tai, nên là ấy, nó có cái hung vận nó khá là lớn. Đó. Và những người tuổi Thìn ấy, sẽ gặp nhiều cái bất lợi và nhiều cái thử thách trên mọi phương diện của cuộc sống. Người xưa có câu là gì? Thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ ắt hữu họa. Tức là cái phúc nó chưa kịp đến thì cái họa nó đã rình rập ở bên cạnh. Cho dù bản thân những người tuổi Thìn có ý chí kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và gia cảnh tốt thì cũng khó có thể tránh khỏi được những cái vận hạn do cái thời cuộc nó mang lại. Một số người thì có thể rơi vào cái tình trạng u uất, chán chường, hoặc là một số người còn mặc kệ cho cuộc sống và không còn cái động lực để mà tiến triển nữa. Nói chung ấy, để xét về cái vận thế thì đầu tiên chúng ta cũng phải xét qua một chút về cái lá số tử vi của những người tuổi Thìn trong năm 2024 để quý vị có thể đưa ra được những kết luận chính xác về có nên mượn tuổi Thìn xông nhà hay là không. Thưa quý vị, nói chung ấy, các chuyên gia tử vi tâm linh cũng đánh giá cho thấy là cái năm 2024 không phải là một cái năm hoàn toàn khó khăn với những người tuổi Thìn, mà nó chỉ trong khoảng nửa đầu năm ấy thì khó khăn chồng chất, thách thức nó xuất hiện không ngừng. Nhưng nửa cuối năm ấy thì sự nghiệp sẽ đảo chiều, và những người mà có nỗ lực, những người có quyết tâm cao ấy thì sẽ được ghi nhận, và cuối năm ấy kết quả cũng sẽ cực kỳ tốt đẹp với những người tuổi Thìn. Họ sẽ được hưởng một cái kết quả xứng đáng. Vì vậy những người tuổi Thìn đừng có nản lòng mà hãy mở lòng mình ra để đón nhận những cái cơ hội tuyệt vời đến với mình. Về mặt công danh sự nghiệp thì năm 2024 ấy, những người tuổi Thìn nói chung ấy thì cũng không được mấy thuận lợi. Trong năm tuổi của mình, bản mệnh sẽ gặp nhiều cái vấn đề phiền não và cái áp lực do cái thái tuế nó chi phối. Dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng mà không có cách nào để đảm bảo mọi việc nó được thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối. Tổng thể quá trình vẫn sẽ xuất hiện những cái rắc rối nửa chừng, khiến cho các bạn nói chung ấy cũng sẽ khó mà vượt lên được. Vậy nên những người tuổi Thìn cần phải hết sức nỗ lực nhiều hơn nữa, đừng nên chủ quan. Đó. Đặc biệt đối với những người mà mới khởi nghiệp hoặc là bắt đầu kinh doanh buôn bán ấy, thì cái việc thiếu kinh nghiệm có thể khiến cho đương số phải va vấp với nhiều cái khó khăn, với nhiều cái tổn thất lẫn là công sức lẫn tiền bạc, mà mọi thứ vẫn không đâu vào đâu cả. Thậm chí là bị thất bại trắng tay. Cái mức độ cạnh tranh trong cái năm 2024 nó được dự đoán là tăng khá là mạnh. Vốn là những người có tính cách mạnh mẽ và cái tôi cao nên dễ xảy ra những cái bất đồng với mọi người xung quanh. Dù chỉ là những cái ý kiến trái chiều từ các vấn đề nhỏ nhặt cũng có thể là khiến chuyện bé xảy ra to, dẫn đến là những cái bất hòa gay gắt. Thưa quý vị, nếu mà quý vị chủ động gây hấn như vậy sẽ chỉ càng khiến cho bản thân mình gặp bất lợi mà thôi. Tốt nhất là nên chăm chỉ làm tốt cái việc của mình, giữ cái thái độ dĩ hòa vi quý và khiêm tốn là cái cách để bảo vệ những người tuổi Thìn đấy trong cái thời gian này. Thưa quý vị, trong năm 2024 ấy, thì quý vị đầu tư cũng không nên mù quáng bỏ qua cái rủi ro tiềm ẩn, mà nên áp dụng những cái chiến lược thận trọng để tránh thua lỗ. Ngoài ra ấy, khi đàm phán kinh doanh thì phải đọc kỹ các điều khoản quan trọng để tránh bị gài bẫy. Đối với những người làm kinh doanh buôn bán, đối với những doanh nhân, đối với những người làm doanh nghiệp ấy, thì trong năm 2024 ấy, gia chủ có thể gặp phải vấn đề khó khăn trong các quá trình điều hành doanh nghiệp của mình ấy, và khó có thể giải quyết được. Bên cạnh đó cũng không thể tránh khỏi phải đối mặt với những cái sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, gặp phải những cái đối thủ mạnh, thậm chí là có thể bị cướp đoạt cái ý tưởng kinh doanh. Vì vậy lúc nào cũng cần phải giữ cái đầu thật lạnh, suy tính đường đi nước bước cẩn thận, chủ động phân tích những cái tình huống bất lợi để có thể đối phó bất cứ lúc nào. Dù vận quý nhân trong năm cũng không có nhiều, nhưng mà những người tuổi Thìn ấy cũng cần phải chú ý và nên chủ động tìm kiếm cái kinh nghiệm, kỹ năng từ bạn bè, từ những người thân đi trước để có thể giải quyết vấn đề theo cái hướng đúng đắn hơn. Trong năm quý vị cũng cần lưu ý rằng đây không phải là một cái năm mở rộng quy mô kinh doanh một cách mù quáng được, cũng không nên quá đi sâu vào cái lĩnh vực mới. Nếu không ấy, sẽ chỉ mang lại cái gánh nặng cho gia chủ mà thôi. Còn đối với những người mà ở cái ngưỡng tuổi trung niên ấy, thì quý vị nên cân nhắc cái việc nghỉ ngang chừng. Thay đổi công việc trong năm nay thì cũng sẽ là một cái việc khó khăn. Các bạn cũng sẽ dễ bị thất nghiệp một thời gian khá là dài. Tuy nhiên, các cụ nói là vật cực thì tức phản. Nghịch cảnh là một cái cơ hội tốt để quý vị tôi luyện bản thân, giúp cho những người tuổi Thìn ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Đấy. Hơn nữa, cái năm 2024 các bạn cũng sẽ được các ngôi sao tốt nó chiếu đến như là chính ấn hay là hoa cái. Và vào những cái tình huống nguy cấp thì cũng có thể được quý nhân giúp đỡ và có những cái bước ngoặt chuyển biến một cách bất ngờ. Trong năm 2024, khi mà những gia chủ tuổi Thìn có thoáng có ý định bỏ cuộc thì các bạn cũng có thể nhận được cái sự động viên từ những người khác. Khủng hoảng có thể nhanh chóng sẽ được giải quyết. Cho dù đó là một cái vài lời động viên, nhắc nhở hay là dỗ dành, hỗ trợ về tài chính. Những cái điều này rất hữu ích với những người tuổi Thìn trong năm 2024. Nhìn chung năm nay có rất nhiều cái việc mà đương số cần phải phát huy cao độ. Và đặc biệt phải phát huy cao độ cái khả năng làm việc mạnh mẽ của mình, suy nghĩ thực tế và chăm chỉ, sẵn sàng đương đầu với những cái biến cố, những cái tác động nó bất ngờ nó ập tới. Đấy. Nói chung là để gì? Giảm thiểu được cái rủi ro của mình. Thông qua việc trau dồi bản thân, duy trì cái thái độ lạc quan và giảm bớt cái cảm xúc bốc đồng thì những người tuổi Thìn có thể vượt qua cái giai đoạn khó khăn, thách thức trong năm 2024. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những gia chủ tuổi Thìn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Thìn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang đến may mắn tài lộc cho những người tuổi Thìn trọn đời. Đó. Bên cạnh đó, xét về cái mặt tài lộc tiền bạc của những người tuổi Thìn trong năm 2024 thì quý vị biết cái công việc nó khó khăn, làm ăn thì trắc trở. Cái phương diện tài lộc của những người tuổi Thìn vì thế mà cũng không tránh khỏi những cái tác động bất lợi từ cục diện thái tuế, trực thái tuế nó mang lại. Tiền bạc thì cứ đội nó ra đi mà không rõ được cái nguồn cơn. Làm ăn thì thiếu hiệu quả, đầu tư thì dễ bị thua lỗ. Tình trạng kinh tế thì gặp rất nhiều cái khó khăn và rất nhiều cái áp lực. Nói chung trong năm 2024 thì những người tuổi Thìn vốn là những người có khả năng, nhưng mà cái tình hình khó khăn chung sẽ khiến các bạn khó có thể phát huy được trọn vẹn. Cái việc kiếm tiền nó trở nên vất vả và tốn rất nhiều cái công sức, nhưng thu nhập thì cũng chưa thật sự được khả quan. Hơn nữa, những người sinh năm Thìn thì coi thường các khoản thu nhỏ và luôn mong muốn kiếm được những khoản lợi nhuận lớn trong cái dự án lớn, đầu tư lớn, tài chính khổng lồ. Để có thể hiện thực hóa cái ước mơ tự do tài chính của mình. Lý tưởng thì tốt nhưng mà hiện thực lại rất phũ phàng. Vận khí nó ảm đạm trong năm 2024 cũng khiến cho bản mệnh khó đạt được những cái tâm nguyện, thậm chí là quá mức cố chấp còn có thể là mất hết cả vốn lẫn lãi. Các cụ vẫn có câu tích tiểu thành đại. Các khoản tiền dù ít hay là nhiều thì đều do công sức của bản thân làm ra, các bạn nên trân trọng điều đó. Một lý do nữa khiến cho tiền bạc của những người tuổi Thìn bị thất thoát nhanh chóng là do những người này thường tiêu tiền rất là bất cẩn. Các bạn có thói quen thích tiêu dùng hoang phí, sa đà vào cái lối sống hưởng thụ và còn gì kết bạn xấu trong thời gian này. Những cái hành vi này có thể là tác động tiêu cực đến cái tài lộc của những người tuổi Thìn. Trong năm 2024 thì những gia chủ tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh thì cũng nên đề cao cái vấn đề đạo đức, đừng có cố gắng làm giàu bằng bất chấp thủ đoạn, bất chấp pháp luật. Đừng quên năm nay là cái vận hạn rất là lớn. Những loại hành vi như vậy không chỉ làm băng hoại về cái đạo đức, phá hoại cái mối quan hệ của các bạn mà còn khiến cho các bạn vướng vào cái vòng lao lý, kiện tụng tù tội và phá hủy tất cả những cái gì mà mình đã gây dựng được từ trước đó. Năm nay thì quý vị không nên mở rộng cái quy mô làm ăn, tốt nhất là nên làm tốt cái việc của mình. Đấy, tiếp tục hoàn thành những cái việc đang còn dở dang, đầu tư phải tùy thuộc vào cái năng lực của bản thân, không nên mù quáng chạy theo những cái xu hướng hay là nghe theo cái lời dụ dỗ chào mời của những người khác, bất chấp vung tiền ra. Làm gì cũng nên là chú trọng đến chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng cái lợi cái hại. Đấy, làm đến đâu thì phải chắc đến đấy. Đối với những người làm công ăn lương thì cái sự trì trệ trong công việc có thể ảnh hưởng đến cái nguồn thu nhập của những người tuổi Thìn. Ngoài ra thì có thể là do chủ quan đánh giá cái sự việc mà các bạn có thể là phải bỏ tiền ra để đền bù cái thiệt hại. Tổng quan lại thì cái vận thế trong năm 2024 không tốt. Vậy nên những người tuổi Thìn cần phải quản lý tiền bạc một cách cẩn thận, tránh rủi ro lãng phí, hạn chế các khoản vay mượn, cũng để không nên tùy tiện cho vay mà không tìm hiểu kỹ cái nguyên nhân một cách rõ ràng. Quý vị hãy cẩn thận với những cái trò gian lận lừa đảo của kẻ xấu. Trong năm ấy cũng đừng có phô trương cái sự giàu có của mình, khi mà có tiền, kẻ lại khơi dậy cái sự tính toán của những người xấu, rồi rơi vào cái cạm bẫy mất tiền. Bên cạnh đó, trong năm quý vị cũng cần phải lập kế hoạch về ngân sách chi tiết để giảm thiểu những cái khoản chi phí không đáng có, tránh xa những cái trò đỏ đen. Tất nhiên tiết kiệm thì không có nghĩa là các bạn quá chi ly. đừng có thắt chặt cuộc sống quá mức. Các bạn có thể tự thưởng cho mình đúng lúc đúng chỗ, và nhưng mà gì? Phải thật là hợp lý. Và để gia tăng thêm cái vận may về tài lộc tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để che mệnh hộ thân. Thưa quý vị, như vậy là gì? Cái vận thế của những người tuổi Thìn nó không được tốt trong năm 2024, nó gặp khó khăn và nhiều trắc trở. Vì vậy, đúng không ạ, chúng ta muốn mời người xông nhà thì cũng không nên chọn những người như vậy. Đó, đúng không ạ? Không phải là vì họ xấu mà cái vận thế của họ nó không được ủng hộ. Chỉ vậy thôi. Đó, đó. Vậy thì chúng ta cùng xét xem từng người tuổi Thìn xem là tuổi nào là tuổi xui xẻo nhất và không nên mời đến xông nhà nhất. Đó. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Nói chung ấy, cái năm 2024 là một cái năm tuổi của những người tuổi Giáp Thìn. Vậy nên là họ có rất nhiều cái thăng trầm. Những cái điều không như ý trong cuộc sống nó ảnh hưởng đến cái tinh thần của những người tuổi Giáp Thìn. Nếu mà không kịp giải tỏa ấy, để lâu ngày ấy, thì còn sinh ra bạo bệnh nữa. Ở cái độ tuổi lục tuần, nếu mà vẫn còn đang cống hiến cho cái sự nghiệp thì các bác có thể sẽ gặp phải những khó khăn do là không theo kịp cái tiến độ của lớp trẻ, phát huy không tốt, dần dần dễ bị đào thải bản thân. Đó, và gì? Lâm vào tình trạng là chán trường. Còn nếu mà đang dự tính kinh doanh tự do ấy, thì với kinh nghiệm của mình, các bác vẫn có thể có chỗ đứng trên thị trường. Song cái tính cạnh tranh nó khá là cao, đối thủ nhiều, cái chiêu trò khiến cho gia chủ phải lao đao lận đận. Khi đã ở cái tuổi này rồi ấy, thì gia chủ cũng nên dần trao việc lại cho con cái, đừng có tự mình ôm cả vào người, rất dễ lao lực. Trong cuộc sống gia đình và xã hội thì bản mệnh có xu hướng nóng giận thất thường, luôn hành động theo cái ý kiến của mình. Các mối quan hệ giữa bạn với bạn đời, các mối quan hệ giữa gia chủ với con cháu ấy, cũng sẽ dần dần bị xa cách. Cái điều này nó sẽ khiến cho gia chủ càng ngày càng phải chịu nhiều cái muộn phiền hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Giáp Thìn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tiếp theo, tuổi thứ hai chúng ta xét đó là tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đó. Thì với những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 ấy, trong năm 2024 ấy, đời sống của hôn nhân thì gặp nhiều cái trục trặc. Đấy. Trong nhiều cái vấn đề thường ngày thì vợ chồng sẽ có những cái quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau, thậm chí đôi khi còn cãi vã gay gắt, động chân động tay nữa. Khi mà căng thẳng không được xoa dịu ấy, thì có người sẽ lựa chọn ly thân lâu dài. Tuy vẫn chưa ly hôn nhưng mà cũng không khác gì ly hôn cả. Sức khỏe của những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong cái năm 2024 ấy, cũng có nhiều cái dấu hiệu báo hiệu là sa sút do một số cái thói quen xấu, bao gồm hút thuốc, uống rượu hay là dùng chất kích thích vân vân. Thì ngoài ra ấy, một số người đam mê bài bạc có thể liên quan đến cái chuyện hình sự và pháp luật ấy, nên là quý vị cần phải hết sức lưu tâm nhé. Tiếp theo, tuổi thứ ba chúng ta xét là tuổi Mậu Thìn, những người sinh năm 1988. Như quý vị đã biết ấy, những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, đặc biệt là nữ mệnh ấy, thì sẽ phải chịu nhiều cái áp lực nặng nề trong năm 2024. Ngoài cái việc phải đối mặt với công việc khó khăn thì bản mệnh còn chịu cái sự thúc ép hôn nhân, khiến cho gia chủ đôi khi cảm thấy chán nản, thậm chí là còn có ý định là gì? Nhắm mắt kết hôn bừa với một người nào đó. Bên cạnh đó, trong năm thì cái vận trình tiền bạc của những người tuổi Mậu Thìn ấy, thường có những cái ý tưởng làm giàu sau một đêm, không muốn làm lụng vất vả nên là có thể sẽ dấn thân vào các trò đỏ đen cờ bạc. Tuy nhiên ấy, khi mà quý vị dấn thân vào cái con đường bất chính ấy, thì rất dễ gặp phải những cái sai lầm nghiêm trọng và đôi khi ấy, vướng phải cái họa lao tù. Đó. Tiếp theo, tuổi thứ tư chúng ta xét đó là tuổi Canh Thìn, những người sinh năm 2000. Nói chung ấy, năm 2024 ấy, thì những người tuổi Canh Thìn có thể gặp phải nhiều cái nỗi buồn phiền về tình cảm không được như ý, thậm chí có xu hướng là tự hủy hoại dần vặt bản thân, ảnh hưởng đến cái công việc và sức khỏe. Thêm nữa, trong năm 2024 ấy, tình trạng này nếu mà kéo dài thì là điều không nên. Gia chủ cần kịp thời điều chỉnh lại và thay đổi lại, có can đảm nhìn về phía trước, đừng luôn nhớ nhung những cái sự việc hay là những cái đau buồn trong quá khứ. Quý vị hãy luôn tự tin vững chắc để vươn lên đến cái thành công. Trong năm thì về sự nghiệp ấy, thì dù đã làm việc từ lâu ấy, nhưng mà khi bắt đầu công việc mới thì gia chủ cũng cần phải rèn luyện cho mình cái ý chí, cái kinh nghiệm và cái sự tự giác. Giữ thái độ khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi để hoàn thành cái nhiệm vụ của bản thân. Quý vị cũng đừng suốt ngày than vãn, Khi mà gặp những chuyện khó khăn, những cái bế tắc thì quý vị cũng nên hỏi xin lời khuyên kịp thời để gì? Để giải quyết vấn đề, chứ đừng có giấu dốt, kẻo sớm muộn gì cũng gặp cái tai họa. Tiếp theo chúng ta cùng xét về các bé tuổi Nhâm Thìn sinh năm 2012 ấy. Thì năm nay là một cái năm mà nói chung là nó cũng không tốt với những người tuổi Nhâm Thìn. Sự thiếu hụt dinh dưỡng, sự thiếu quan tâm từ bố mẹ thì cũng ảnh hưởng một phần đến cái sức khỏe cũng như là đến cái vận thế của bản mệnh. Một số người vì ngây thơ nhẹ dạ cả tin nên dễ bị lừa lọc, bị chơi xấu. Đó. Vì thế mà các bé cần phải hết sức lưu ý nhé. Ở trong thời gian này thì cái học tập vẫn là cái chính. Đấy. Các bé cần phải quan tâm đến cái thành tích học tập của mình. Đấy, để giúp cho bố mẹ được yên tâm hơn. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp cực kỳ xui xẻo mà không nên chọn làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024, cái năm Giáp Thìn ấy. Đó, và hai tuổi này đó chính là những tuổi sau. Đầu tiên là những người tuổi Tuất và thứ hai là những người tuổi Thìn. Những người tuổi Tuất thì bị cục diện là trực xung với Thái Tuế. Đó, xung trực diện với Lưu Niên, vậy nên chúng ta tuyệt đối không chọn. Thứ hai là những người tuổi Thìn thì bị trực Thái Tuế và bị cái cục diện tam tai nó ăn ngữ. Cái vận thế hôm nay cũng chưa được khởi sắc đáng kể nên là cũng không nên chọn làm tuổi sông nhà trong năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.